tiệm mắt nó bán kiếm giờ cũng khó. Phải lên trên đây khai thác mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ. Thank you.
cha tao đâu. Bây giờ mày nở mặt phải không? Bây giờ mày giải quyết cho con đi. Không được đứt vô mặt cho biết mà. Mày chết đi.